Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang vừa tổ chức Đại hội Điền Kinh Thể thao học sinh tiểu học và trung học cơ sở năm học 2022-2023. Tham gia đại hội lần này có 859 vận động viên đến từ 17 đoàn của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vũ Quang. Các đoàn tham gia tranh tài ở 9 môn với 46 nội dung, gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bơi, cờ vua, điền kinh, võ thuật, bật xa. Sau lễ khai mạc, tại các sân thi đấu đã đồng loạt diễn ra các trận đấu tranh tài ở các môn, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo đến cổ vũ động viên. Thông qua đại hội sẽ tuyển chọn các vận động viên có thành tích cao để luyện tập tham dự Đại hội Điền Kinh Thể thao học sinh toàn tỉnh trong thời gian tới.